Chào các bạn ha. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa TV. Thì các bạn ơi, hôm nay mình vô mình đọc comment của các bạn á, thì có bạn comment á là yêu cầu mình thực hiện cái video là quỹ liên kết thẻ Saman với app Saman Pay các bạn. Thì cái cách quỹ này nó cũng đơn giản nên mình sẽ thực hiện một cái video thật nhanh cho các bạn ha. Thì trước tiên á thì cách quỹ thì có hai cách. Giờ mình sẽ thực hiện cách thứ nhất. Trước tiên là mình sẽ truy cập vô cái app Saman Pay, truy cập vào biểu tượng hình người bên phải nè. Đó. Xong thì mình vô cái chỗ là quản lý thẻ tài khoản nha các bạn, nhấn vô đây đó. Rồi truy cập vô rồi nó kêu mình nhập mật khẩu thì mình sẽ nhập mật khẩu của mình vô đó, mật khẩu của app mình á gồm 6 số đây, mình sẽ nhập vô thì nó đưa mình cái đang liên kết quản lý thẻ tài khoản nè, mình sẽ nhấn vào đó ha. Xong thì các thẻ mình đã liên kết nó sẽ nổi lên ở bên trên đây. Đây mình sẽ kéo qua, mình có hai cái thẻ để liên kết nè, một cái thẻ tín dụng và một cái thẻ Visa ha. Thì các bạn chọn vô cái chỗ là thêm thẻ quản lý tài khoản đó. Hôm nay thì tất cả các thẻ mình có liên kết thì mình chỉ cần chép vô cho chấm xanh chỗ này nè, nhấn chép vô thì nó sẽ tắt nó không còn liên kết nữa đó. Xong các bạn nhấn vô lưu lại đó, rồi chọn vô chỗ em code. Thì các bạn nào mà không có xài em sai á, em ăn kin á, thì các bạn sẽ gửi tin nhắn trực tiếp của tin nhắn sang mang bay gồm 6 số như thầy gửi cho các bạn, rồi bạn lấy 6 số đó các bạn nhập vô cái ô chỗ em sai, chỗ cái rồi em sai này nè đó, các bạn nhập vô. Sau khi nó nhập vô xong thì nó sẽ quẹ nó quỹ liên kết cho mình này các bạn, thì mình sẽ quỹ từng thẻ nha các bạn đó. Cách thứ đó mình sẽ quỹ cái thẻ tín dụng trước đó. Rồi thì mình cũng tương tự, mình quỹ thẻ Visa thì mình cũng tương tự như thầy thế này, mình sẽ vô chỗ liên kết nè, thêm liên kết đây, chỗ thêm liên kết nha các bạn đó, mình chọn vô chỗ này rồi xong mình sẽ tắt cái thẻ Visa mình luôn này, nhấn vô rồi các bạn lưu lại, và các bạn cũng lấy chỗ vào chỗ em sai nãy, lấy mật khẩu như vậy thôi đó. Rồi lấy mật khẩu 6 số ra nhập vô vậy thôi, đơn giản đó. Là như vậy là mình đã quỹ xong cách cái liên kết của thẻ Saman Pay mình với cái tài khoản cái app Saman Pay các bạn. Nhưng mà mình vẫn xài được cái app Saman Pay này nha các bạn, các bạn quỹ nhưng mà và các bạn vẫn xài được app nha đó. Thì mình quỹ thẻ thôi, nhưng mà cái app mình muốn chuyển tiền vào app thì mình vẫn vô ngân hàng mình chuyển được nha các bạn. Đây nên mở lên cho các bạn xem. Đây cái tài khoản Saman Pay mình vẫn còn nha, nhưng mà mấy thẻ kia thì mình đã bị liên kết rồi nha. Đó, như vậy là mình quỹ xong nha. Còn các bạn muốn nạp tiền cho tài khoản Saman Pay thì bạn vô ngân hàng nạp thôi, đọc số điện thoại với chứng minh là người ta nạp cho các bạn ha. Đây tài khoản mình có 12 ngàn mấy đồng. Đó, đơn giản nha các bạn. Mình quỹ cách là đây là cách thứ nhất. Còn cái cách thứ hai thì nếu mà các bạn muốn quỹ luôn không xài luôn thì cũng rất đơn giản. Đó, các bạn thoát ra cho mình ha. Đây là cái thẻ mình đã không quỹ nè, tắt hết nè. Đó. Cái này thì nó các bạn mở lên cũng vậy. Đây mình sẽ nhấn vô mở lên cho các bạn xem ha. Rồi Dũng vô MC. Đó, rồi vô mình lấy mật khẩu. Mật khẩu gồm 6 số thì mình nhập vô, sau khi mình nhập vô xong thì nó sẽ mở cái thẻ lên cho mình thôi. Đó. Đây sẽ mình sẽ nhập 6 số vô. Đây nó báo là mình cập nhật thành công rồi các bạn. Mình vô liên kết để mình vô quản lý thẻ cho các bạn xem ha. Đó, đây cái thẻ mình mới liên kết lại nè các bạn. Còn một cách quỹ nữa. Cách này nó thì nó hơi miễn các bạn quỹ luôn á thì các bạn phải đăng ký lại nha, không phải đăng ký mà khi mà bạn tải app về á thì các bạn hơi làm hơi nó dài dòng, hơi khó khăn một chút, nhưng mà nó cũng dễ nha các bạn. Để mình sẽ chỉ các bạn cách thứ hai luôn. Đây mình thoát ra các bạn. Thì trước tiên á thì các bạn sẽ gỡ cái cài đặt, nhấn vô cái app Saman Pay nè, mình sẽ gỡ cài đặt luôn, là mình sẽ xóa cái app này luôn các bạn. Nếu các bạn lên iPhone thì các bạn xóa luôn, mình sẽ gửi trên này mình trên Samsung nhưng mà thì cửa hàng CH Play mình sẽ xóa cái này luôn đó, xóa luôn thì mình sẽ vô là coi như là mình đã quỹ liên kết rồi nha các bạn. Đây các bạn muốn tải lại thì các bạn tải vô, nhấn vô của hàng CH Play tải vô, còn trên iPhone thì các bạn vô của hàng App Store. Đó, đây để mình cài đặt lại cho các bạn xem nha. Khi bạn xóa rồi, bạn cài đặt lại thì nó sẽ không còn thấy cái thẻ nào của mình trên đây nha, mất liên kết luôn các bạn. Đó, đây mình mở lên cho các bạn xem. Đây để mình truy cập vô luôn nè các bạn. Vô một quản lý thẻ tài khoản luôn. Đây, chọn quản lý thẻ tài khoản, nhập mật khẩu vô. Đó.
đây chỉ còn một tài khoản Samanbay thôi các bạn, không còn tài khoản này các bạn. Các bạn xóa ra, các bạn xóa nó cũng vậy, các bạn xóa nó thì nó sẽ hủy liên kết nhanh hơn. Còn các bạn muốn xài app á thì các bạn chỉ cần vô đó mà bạn hủy thôi. Mình kết thúc video ha, mình chào các bạn nha.